Sao để hiểu chính mình? Vì sao hiểu chính mình rất quan trọng. Có hiểu mới có thương. Dạo gần đây mình thấy mọi người đề cập vấn đề yêu bản thân rất nhiều, nhưng yêu thế nào và yêu ra sao vẫn còn nhiều bối rối. Thật ra muốn yêu bản thân được, ta cần phải hiểu bản thân trước đã. Nếu không hiểu bản thân, ta sẽ yêu bản thân sai cách và làm cho ta cảm thân lạc lõng trong chính bản thân của mình. Khi ta chưa hiểu chính ta thì làm sao ta có thể hiểu người khác, càng không thể yêu người khác được. Tầm quan trọng của việc thấu hiểu chính bản thân mình lớn hơn những gì bạn vẫn tưởng. Đã bao giờ giữa dòng đời, bạn chợt dừng lại và tự hỏi, tại sao mình thấy mệt mỏi đến vậy? Tại sao những việc này luôn lặp lại với mình? Bạn cảm thấy bế tắc, thấy cuộc sống giống như một vòng tuần hoàn không lối thoát và bạn chẳng thể làm gì ngoài việc bị động giơ đầu ra hứng chịu. Ấy là vì, bạn không hiểu được bản thân mình. Nếu không hiểu được bản thân, bạn sẽ chẳng thể thành công. Thales, nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp cổ từng được đặt câu hỏi, khó khăn là gì? Đây là câu trả lời của ông, là tự thấu hiểu bản thân mình. Thế nào là thấu hiểu bản thân? Đó là khả năng nghĩ về bản thân, điểm mạnh và điểm yếu và các mối quan hệ xung quanh bạn. Nó rất quan trọng, vì khi mọi vật có cùng một xuất phát điểm, thì chúng ta chịu ảnh hưởng bởi những vấn đề do hành vi gây ra. Mà hành vi phản chiếu những gì ta nghĩ. Có điều, rất ít người chịu dừng bước và tự vấn về những gì họ nghĩ, cách họ nghĩ và vì sao họ phải nghĩ về những điều như vậy. Bạn hiểu bản thân bạn cỡ nào? Từ nhỏ tới lớn, bạn luôn nhận thức được những kỳ vọng của xã hội vào bạn. Cha mẹ bạn mong muốn bạn học hành thật giỏi, lớn lên trở thành kỹ sư, bác sĩ. Thầy cô giáo cũng thế. Tuy nhiên, khi nhìn lại tất cả, bạn lại thấy mơ hồ, không biết liệu đó có phải là việc bản thân bạn mong muốn hay không. Và nếu bạn không rõ bản thân mình muốn gì thì rất khó cho bạn để có được cuộc sống hạnh phúc. Hiểu được chính mình chính là bước đầu của bất kỳ việc gì và toàn bộ những thứ khác. Đây chính là điều đầu tiên bạn cần ý thức trước khi xác định được những điều tiếp theo để hoàn thiện bạn. Bạn thích công việc như thế nào? Bạn có thể làm những gì để có được nó? Bao nhiêu đứa trong đám bạn của bạn mà bạn không thật sự ưa, và có thể những điều bạn có thể tham gia để có thể gặp được những điều mình thích? Cho đến khi bạn thật sự hiểu mình là ai ở mức độ căn bản nhất, bạn sẽ mãi chỉ là người sống trong cuộc sống mà nó được thiết kế là để cho người khác. Tất cả yêu cầu thỏa mãn chẳng thể làm bạn cảm thấy tốt hơn, thế nên dưới đây sẽ là những điều bạn cần làm, dành cho những người chưa bao giờ hiểu rõ bản thân, nghĩa là gì. Chính vì lẽ đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem làm thế nào để thấu hiểu bản thân mình hơn. Bắt đầu nhé! Tầm quan trọng của việc hiểu rõ bản thân. Mọi quyết định bạn đưa ra sẽ trở nên chắc chắn, không mập mờ, cảm tính. Bạn biết điều gì tốt, điều gì không tốt. Từ những quyết định nhỏ nhất cho đến những quyết định ảnh hưởng đến cuộc đời, bạn đều chắc chắn về nó. Việc hiểu rõ bản thân sẽ giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Bạn biết mình thích làm gì, ghét cái gì. Mọi hành động của bạn đều có mục đích rõ ràng. Bạn sẽ không còn phải rơi vào tình trạng không biết làm gì với cuộc đời mình nữa. Bạn sẽ kiểm soát bản thân mình tốt hơn. Bạn biết cách tạo động lực cho bản thân để hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Bạn sẽ không còn dễ sa ngã vào những thói hư, tật xấu. Những thói quen tốt của bạn cũng được hình thành. Và càng lúc bạn càng trở nên hoàn thiện hơn. Cần có thời gian để hiểu rõ bản thân. Thấu hiểu bản thân không phải là bẩm sinh. Bạn không thể sinh ra, lớn lên và rồi đơn giản biết bản thân mình là gì. Đó đòi hỏi một quá trình nỗ lực kiên trì không ngừng nghỉ. Sớm hay muộn gì thì bạn cũng sẽ hiểu bản thân mình thôi. Chỉ cần bạn không từ bỏ tìm hiểu bản thân từng chút một. Cách để hiểu rõ bản thân mình hơn. 1. Xác định giá trị cốt lõi tính cá nhân của bạn. Mọi người đều khác nhau, và điều khiến một người hạnh phúc có thể khiến một người khác lo lắng hay mất cảm xúc. Xác định giá trị cá nhân của bạn và sau đó sống với chúng có thể giúp bạn cảm thấy viên mãn hơn và đưa ra những lựa chọn khiến bạn hạnh phúc, thậm chí cả khi chúng không mấy ý nghĩa với người khác. Danh sách các giá trị cá nhân, đây là một danh sách ngắn về các giá trị cá nhân. Thành tựu, sự phiêu lưu, lòng dũng cảm, sức sáng tạo, độ tin cậy, tính quyết đoán, tình bạn, sức khỏe, trung thực, tính độc lập, tính thống nhất, thông minh, sự quyết đoán, lòng tốt, sức học tập, tình yêu, sự yên bình, sự hoàn hảo, sự an toàn, tính đơn giản, sự chân thành, tính hào phóng, thành công, sự hiểu biết, sự giàu có. Chuyện này không nhằm tạo ra một danh sách dài thấy ớn về những giá trị cá nhân. Tôi đảm bảo bạn có thể nghĩ đến nhiều thứ khác nữa.
Ý tưởng ở đây không phải chuyện chọn một mục từ danh sách mà để tìm ra chính mình thông qua các trải nghiệm và tính cách của chính bạn, vì vậy, vui lòng dùng những thứ này như các ví dụ về giá trị cá nhân, nhưng đừng hạn chế mình trong đó. Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay nhảy tự do. Sau khi bạn đã suy nghĩ xong, bạn có thể có nửa tá giá trị, hoặc hàng chục tá. Nếu bạn đang ở trường hợp sau, hãy cố cắt gọn danh sách xuống mức nào đó quản lý được có thể chừng 10 giá trị có ý nghĩa nhất với bạn. Nếu bạn bị mắc kẹt, cố gắng cho điểm mỗi giá trị và sắp xếp danh sách theo thứ tự. Không ngừng nỗ lực học hỏi. Dám thử dám làm. Bản thân bạn cũng nên có những giá trị cốt lõi như thế. Đó là những nguyên tắc mà bạn phải luôn theo sát và ghi nhớ nằm lòng để góp phần định nghĩa con người của bạn. Bạn có thể dễ dãi, phóng túng với một số điều trong cuộc sống. Nhưng đối với giá trị cốt lõi, bạn sẽ không bao giờ thỏa hiệp để phá vỡ nó. Bởi khi đó, bạn sẽ không còn là bạn nữa. Bạn có thể có nhiều giá trị cốt lõi. Những giá trị cốt lõi ấy đa phần sẽ liên quan đến các tiêu chí như giao tiếp, cách bạn sống, khả năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, khả năng gây ảnh hưởng. Giá trị cốt lõi của bạn có thể giống với người khác. Nhưng cách mà bạn cam kết với những giá trị đó sẽ tạo nên sự khác biệt. Điều đó làm nên con người bạn. Bạn chính là bạn, không phải là một ai khác. 2. Biết được tính cách của bản thân. Hiểu tính cách bản thân. Hiểu được tính cách của bạn là một trong những điều trọng yếu bạn cần biết. Khi bạn nắm được tính cách của mình, bạn sẽ lựa chọn được cho bản thân những điều phù hợp. Vậy bạn là người có tính cách như thế nào? Hãy trả lời những câu hỏi sau. Những từ nào mô tả bạn rõ nhất? Vui vẻ, hòa đồng, khép kín, nội tâm. Bạn thường đóng vai trò gì trong một nhóm bạn? Người ta thường nói gì khi nói về bạn? Và bạn muốn người ta nghĩ về mình là người như thế nào? Những người lần đầu tiếp xúc với bạn có cảm nghĩ gì về bạn? Những từ nào mô tả bạn rõ nhất? Vui vẻ, hòa đồng, khép kín, nội tâm. Bạn thường đóng vai trò gì trong một nhóm bạn? Người ta thường nói gì khi nói về bạn? Và bạn muốn người ta nghĩ về mình là người như thế nào? Những người lần đầu tiếp xúc với bạn có cảm nghĩ gì về bạn? Bên cạnh đó, hãy suy nghĩ về những lần bạn đưa ra một quyết định nào đó. Nó có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bạn? Hãy nhớ về những hành động bạn từng làm trong quá khứ, chúng tác động như thế nào đối với bạn? Tiêu cực hay tích cực? Mỗi lần như thế bạn có thể làm gì để cải thiện? Bạn là kiểu người thích thử thách hay chọn cuộc sống an nhàn? Một ngày hoàn hảo của bạn sẽ là ngày như thế nào? Bạn hành xử như thế nào với mỗi sự kiện xảy ra xung quanh mình? Hãy để ý kỹ và ghi chép lại những điều đó nhé. 3. Biết được ước mơ của mình là gì? Biết được ước mơ của bản thân. Sống mà không có ước mơ cũng giống như xây nhà mà không xây móng vậy. Bên ngoài trông thì có vẻ đẹp đẽ, chắc chắn đấy nhưng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nếu có tác động. Lựa chọn bạn muốn là một người bạn như thế nào? Khám phá con người của bạn cũng bao gồm hiểu được mong đợi, cảm giác và hành động của bạn liên quan đến tình bạn. Suy nghĩ về tình bạn trong quá khứ. Bạn thích trò chuyện với bạn bè mỗi ngày hay rất hiếm khi nói chuyện với nhau? Bạn thường xuyên tổ chức gặp mặt hay bạn chỉ là người được mời? Bạn coi trọng dành thời gian cho bạn bè? Bạn chia sẻ điều riêng tư về bản thân với bạn bè hay bạn rất thận trọng khi chia sẻ? Bạn nâng đỡ, khuyến khích bạn bè khi họ chán nản? Bạn bỏ hết mọi thứ khi bạn bè cần? Bạn đặt yêu cầu hợp lý dành cho tình bạn như không mong đợi bạn bè luôn ở có mặt hay chỉ làm bạn với bạn? Một khi đã hỏi bản thân những câu này, quyết định liệu bạn có hài lòng với kiểu làm bạn của mình hay không? Nếu không, hãy nói chuyện với người bạn thân nhất và xem họ có lời khuyên để bạn có thể làm một người bạn tốt hơn trong thời gian tới. Khi có ước mơ, bạn sẽ thấy được phía trước không còn là một màu xám xịt nữa. Nó sẽ vẽ ra con đường dẫn bạn vào tương lai. Bạn sẽ ngày ngày bước đi trên con đường ấy cho đến khi nào tới đích. Đừng bao giờ coi thường những giấc mơ. Chính những giấc mơ sẽ giúp bạn biết được mình muốn gì. Và sẽ sẵn sàng phấn đấu cho đến khi ước muốn đó thành sự thật. Ước mơ là một điều đáng để theo đuổi. Hãy tạo cho mình một ước mơ càng cụ thể, càng chi tiết càng tốt. Khi đó, bạn sẽ hướng tới một điều rõ ràng, chắc chắn chứ không mơ hồ mà lạc lối. Bạn muốn trở thành một nhà văn ư? Bạn thích thể loại văn nào? Hình sự, trinh thám, lãng mạn hay kinh dị? Bạn muốn trở thành một nhà văn nhẹ nhàng, hay viết về tuổi thơ như Nguyễn Nhật Ánh chứ? Điều tuyệt vời gì sẽ xảy ra nếu bạn trở thành nhà văn? Hãy cầm bút lên và bắt đầu viết đi nào. 4. Biết được những thứ bạn thích và không thích. Biết được sở thích.
bạn thích gì? Và bạn không thích gì? Đó đều là những câu hỏi quan trọng. Khi bạn trả lời được hai câu hỏi đó,